Ok, vậy thì xin chào các bạn, chúng ta sẽ trở lại với Total War Three Kingdoms, một trận chiến lịch sử đi. Và hôm nay là chúng ta sẽ chơi trận chiến Huỳnh Dương. Thì trận chiến này thì là một trận chiến không quá nổi. Mình không biết được lắm, bởi vì là ở Việt Nam ý, thì là cái wiki tiếng Việt nó không hề có cái chút gì tiểu sử về cái trận chiến này cả. Thì theo như bản tiếng Anh thì rằng là trận chiến này có tên rằng là trận chiến Huỳnh Dương. Nó có dịch cho mình mà. Và sau đó thì nói chung là Tào Tháo đang chống lại bọn Đổng Trác và sau đó là thua trận hay sao ấy. Và trong trận chiến này là chúng ta sẽ cố gắng cho Tào Tháo sống đi, thắng đi và chúng ta sẽ ok thôi. Ok chứ? Ok. Vậy thì mình rất mong các bạn sẽ like và subscribe để ủng hộ với mình. Và có ý kiến gì hãy comment bên dưới. Và rồi ok, chúng ta sẽ bắt đầu đi. À, trước hết thì chúng ta sẽ để ý là difficulty level nó mức easy nên là mình sẽ chắc là xử lý khá là dễ. Với cả là mình đang chơi romance mode chứ không chơi record mode đâu, bởi vì record mode nó không vui lắm ấy. Nên là bắt đầu đi. Cao Cao đại nhân, liên quân như jin nhân xin bất chí. Rõ như sáo qing thiên hạ, chủ công bị có sở tác vị. Xu Rong giao tập quân đội ở biên thủy đối an, chi quân sĩ huấn luyện có sự, chiến ý cao ngạo. Chủ công huy hạ binh sĩ, đa là xuất lĩnh trận trận. Đan chi trận, chủ công bị thắng. Trận này thì mình cũng chưa hiểu lắm ý, bởi vì rằng là đây mình đọc thử xem nào. Cao Cao went to Xiao Wan Chao. Mình vẫn chưa hiểu lắm bởi vì trận này rõ ràng là Tào Tháo bị thua. Mình vẫn chưa hiểu lắm về cái trận chiến này. Thôi rồi, thì cứ để sau đó vậy, chúng ta sẽ đánh đầu tiên đã. Rồi cuối cùng mới quay sang là tìm hiểu lịch sử trận này. As Cao Cao men were preparing to settle for the evening, Xu Rong. Từ Vinh là Xu Rong à? Ok, thì chúng ta sẽ continue đi. Trận này nó cũng hơi khó nếu mà bác là không biết chơi ấy. Nhưng mà mình nghĩ là mình có thể tự xử lý khá tốt được. Liên quân 毫无动静，故必须有所行动。董贼已布下大军，我军恐难力胜，但必须要制止老贼，我等只得勉为其难。故早已请求支援，但不知援兵是否会及时赶来。即便如此，我军也必须要扛住董贼的猛攻。若是我军能坚守阵地，待援兵杀至，或许还有一线生机。切不可让天下人耻笑我曹操，没有为存危救亡出一分力。要让天下知道，故此战乃是为匡正纲纪。Ok, và các bạn thấy rằng đồ họa của mình nó khá là xấu. Thì hôm nay là mình khá lười để có thể bật máy tính sách tay của mình lên. Nên rằng là các bạn cứ chấp nhận tạ này đi. Mình khổ quá, máy mình xấu này nó cũng chấm nát cái đó lại. Thề luôn, chấm nát cực. Nhưng thôi thì cũng kệ đi cái. Và trong trận chiến này thì chúng ta sẽ cần phải đánh bại quân đội bọn nó. Đội quân đội tiêu viện đến thì mình nghĩ rằng là chúng ta bị áp đảo một chút thôi. Một chút, chúng ta cần chất lượng hơn. Là chúng ta có loại lính rằng là Azure Dragons với cả rằng là Yellow Dragons là mấy bọn lính này khá là ngon. Yellow Dragons thì bọn này như giáp ban đầu nó không có mạnh lắm đâu. Armor Base là ban đầu nó không có mạnh bởi vì nó mang mặc áo vải thôi, chứ không có giáp. Tuy nhiên rằng là bọn nó sẽ có khiên nên rằng chúng ta cũng không nhiều đâu. Khiên này nó tăng không nhiều đâu, chỉ 5% thôi. Nên rằng là chúng ta cũng không mong chờ quá mức lắm. Vậy thì chúng ta sẽ cử quân đội cung của chúng ta lùi lên đây đi. Mai sẽ lùi lên tao cái này và tản hình tao là cái ra. E thực sự là cái nhìn đồ họa trông chán quá. Đợi tí, chúng ta sẽ chuyển thử sang là Advanced, sau đó là Terran, đổi lên Medium cái đi. Nói chung là cho đỡ nhìn hơn. Tuy rằng nó chưa upline, tuy nhiên nó sẽ có sửa một chút gì đó. Đây, nó sửa rồi, đó, ngon chưa? Nói chung là đỡ xấu hơn thôi, chứ nó vẫn có pixelated gì đó rồi đây. Máy mình đồ họa không đẹp thì tuy nhiên là vẫn nhìn được tạm tạm bọn này. Tào Tháo đi ngựa gì đây? Đây là ngựa gì? Shadowrunner là tuyệt ảnh. Và ngựa tuyệt ảnh thì chúng ta có thể thấy rằng speed là 80. Một trong loại kỵ binh là nó thuộc hàng là chạy nhanh nhất trong cái trận chiến này, à trong cái campaign này. Chúng ta có lính bộ binh đánh nhau khá là giỏi nên là mình nghĩ là sẽ xử lý dễ thôi. Và chúng ta có toàn hòa với cả bọn mày.
có thằng nào muốn đi với mình không? Ông này thì chuẩn bị bắt cho mình cái bọn nào bây giờ? Đây, cộng 1900% charge resistance cơ. Ngon đấy, ngon đấy. Nhất là khi bọn nó có bọn dìu đây. Dìu thì thường là nó sẽ mạnh về cái charge bonus kia. Thì chúng ta mà có rất nhiều cái charge resistance đấy thì chúng ta sẽ nhau khá là tốt. Và Azure Dragon thì bọn này thì mình sẽ muốn là cho đánh nhau cái được không? Trời, bắn tên lửa cho hay cái. Cho nó kiểu sinh ma deck một chút. Tuy rằng nó chả giúp được gì đâu, nhưng mình thích bắn tên lửa cơ. Bắn nó hay, tại sao không? Và sau đó thì chúng ta sẽ chủ này lên đây. Tấn công đầu tiên là vậy. Ok, sau đó mày, sau này tấn công này. Mày sẽ tấn công trung tâm này. Mày sẽ lên đây và lập tạo cái đội hình là Mix Missile. Để chúng ta có thằng đầu tiên là chúng ta dùng giáo. Và thứ hai là bắn tên. Đây này, cầm ý này. Đâu thế rồi, Mix Missile thì là Charge Reflector. Đấy các bạn nhìn đây nhá, ba cái mũi tên đầu tiên rằng là đấy là giáo, còn mấy cái mũi tên sau đấy là cung. Ừ, khá đẹp, mình phải công nhận điều đấy. Và chúng ta vãi cút đánh được deck mà đâu này. Chúng ta cần phải cử tướng mình lên hỗ trợ đi cái, không phải chúng ta bị nát cái bọn Yellow Dragon lấy rất đau. Và cả vị trí nữa, mày cũng sang bên này và hỗ trợ tao bọn này cái đi. Yellow Dragon, ra đây tao cái này. Trận chiến này sẽ hơi lát. Nhưng mà chắc là không mất được đâu. Và đáng lẽ là mình chỉ dùng này, tuy nhiên là mình không mất. Nên là bây giờ chúng ta để đây cũng chả được gì hết cả. Và mày sẽ tham gia để hỗ trợ tao này cái đi. Chúng ta hơi bị ép một chút bởi vì rằng là mình hơi bị thua số lượng. Và đúng là thuộc loại máy của bây giờ này thì chúng ta có thấy rằng là cái việc chơi của mình nó bị giật giật ấy. Bọn này là heavy repeating crossbowman, tuy nhiên rằng là bọn này giáp phải yếu. Và chúng ta vẫn đang đợi đội tiếp viện được thôi, tuy nhiên rằng là vẫn chưa có dấu hiệu gì cả, nên là mình đang khá lo. Tăng tốc lên cái nào, thôi cứ để cho Sloan cho đường trường đi. Và các bạn để ý nhá, thì là thường là nếu mà CPU nó có tấn hình thấp thì nó sẽ bị dần như này khi mà trong trận chiến đông. Tuy rằng là FPS của mình cũng không mất lắm đâu. À, nó có đến mức đấy là khoảng tầm là 22-21 khi mà phóng gần vào. Long Chi Tử. Bọn này khá là kém khi đánh nhau với tướng. Thực sự đấy, rất kém luôn. Mình đang thấy khá là thú vị tại sao mà bọn này yếu như thế. Nó yếu hơn mình nghĩ. Và bây giờ ấy, bọn mày hủy và bắn tao bọn này đi. Bọn này hơi bị yếu về giáp hay sao ấy. Mình không hiểu lắm sao bọn bị chết nhiều ấy. Chắc là để đội hình nó bị đứng gần nhau thì rằng là bọn nó bị yếu tinh thần. Thì bọn này đây chúng ta đang bị thua rồi này. Khá là khó đấy, chúng ta vẫn đang đợi tiếp viện thôi. Tuy nhiên rằng là chúng ta đang hơi khó để có thể thắng được. Mày hỗ trợ được nhiều đi. Bọn này là heavy repeating crossbowman, tuy rằng là tầm ngắn hơn, tuy nhiên là bọn nó bắn liên tục được. Bắn nhanh cực, bắn rất nhiều và chúng ta thắng cao chắc chắn cả đống. Nhất là cái bọn Yellow Dragon này, bọn nó giáp không nhiều lắm ý. Thì rằng là chúng ta phải đảm bảo rằng bọn này sẽ bị bọn nó bắn nát ra. Và ok, bọn nó quay lưng đi và đang cho hướng tên đội của mình. Thì chúng ta sẽ tiêu diệt cái rằng thôi. Bọn nó có được tiếp viện rồi này, thì chúng ta đang hơi lo một chút đấy. Ok, quân đội tiếp viện mình đến đây rồi. Thì mày là ai? Phúc Linh, chả biết là ai cả. Nhưng mà mày ra đây táo này. Chạy nhanh lên. Ra đây cái đi nào. Chúng ta đã vỡ trận rồi. Thì mày sẽ bỏ đường mình ra và tấn công ta vị trí này cái đi. Tấn công vào đấy. Tất cả các vị trí của mình đã bị vỡ ra. Trung tâm của mình bị vỡ ra hẳn luôn rồi. Thì chúng ta đang rất cần quân đội tiếp viện đây. Không có kỵ binh à? Mày đấy. Mày bắn đi. Kệ đi. Ok, mày quay lại này. Sau đó mày sẽ tấn công lên tao này. Khi mày tấn công ra đây đi. Vị trí này chúng ta đang chỉ có một chút bộ binh với cả có tướng đây thôi. Thằng này không giữ lâu đâu. Chắc chắn là không giữ lâu được. Chúng ta đừng mong chờ nó sẽ làm gì được. Mày sang bên này hỗ trợ tao. Xử lý bọn Sentinel này cái đi. Và sau đó thì mày sẽ tấn công sau lưng bọn này đi. Công đi cái, bọn đây nào. Và sau đó mày cứ bắn đi. Quay lại. Hỗ trợ nào. Đừng bỏ chạy được, bây giờ là chúng ta hơi căng. Mà bây giờ bỏ chạy thì là chúng ta sẽ vỡ trận hoàn toàn luôn. Có vẻ như Azure Dragons của mình nó không hiểu nhau lắm.
Nhưng vấn đề rằng là chúng ta hết bộ binh quá, nên là mình không cử Azure Dragons vào thì nó cũng không được. Quay lại cái nào, chúng ta sẽ ra đây hỗ trợ tướng hộn đao đấy. Có khi là mày sẽ đi đây hỗ trợ đi. Bọn Viewers đang thắng rồi đấy. Mà mày sẽ chuyển sang tên bình thường và bắn cậu này đi. Và chúng ta có lẽ là sẽ cần phải hỗ trợ cho mình, rút cho mình bọn Azure Dragon ra để tìm tên bọn nó. Ra khỏi đấy đi cái. Để có gì ta sẽ có nhiều mục khách của mày. Khi mà đánh nhau mà các bạn rút lôi quân đội ra thì thường là sẽ chết khá nhiều, nên là mình nghĩ là các bạn nên cẩn thận một chút. Tấn công để hỗ trợ đi. Và bọn mày cũng sẽ sang bên này hỗ trợ tao một cánh bên này. Và mày khi lên trên này hỗ trợ đi. Và mày sẽ bắn đất đạo này, chuyển sang Firewall và bỏ cái việc là mini mode này ra này. Mày bắn tao vị trí bọn Spear God này cái, bắn hỗ trợ vào đấy. Bởi vì Azure Dragons là lính, nó chuyên dụng bắn cả tên với cận chiến. Cận chiến mình nghĩ rằng không tốt lắm đâu. Tuy nhiên rằng là chúng ta vẫn phải dùng đội cận chiến. Mày sẽ tham chiến đây và để đuôi tao bọn này cái đi. Tuy nhiên rằng là này hơi căng đấy. Căng vãi ở ra này. Bọn này tên lửa và tên thường tốt hơn. Và Tào Tháo quay lại đây xử lý tao bọn này đi. Chúng ta thắng đánh tả rồi. Tuy nhiên rằng là quân đội tiếp viện nó đang đến thì nó sẽ khá là mệt đây. Có quân đội tiếp viện thì chúng ta cũng mong chờ rằng là nó thắng được. Tuy nhiên là mình không mong chờ được đâu. Defeat the enemy remaining forces. Vẫn còn được. À đây, kỵ binh chúng ta đến rồi này. Và xuống đây mau lên. Này mình nghĩ rằng là bọn nó, mình có kỵ binh thì nó phải có kỵ binh. Trước đây mình có đánh rồi, tuy nhiên rằng là mình quyết sạch luôn rồi. Và mày sẽ bỏ đội mình ra này. Hết tên đúng không? Thế thì mày sang bên này hỗ trợ đi. Chúng ta có trợ bên này. Tuy nhiên rằng là bọn Steel Warriors đang giữ vững khá là tốt, nên là bọn mày tiếp tục đi cái. Chém ra từ binh. Từ binh là đứng đầu đội quân này, nên là chúng ta mà chém vào đầu nó thì sẽ khá là ngon. Mày sẽ lùi về đây để chúng ta sẽ có kế hoạch để tấn công vào sau này. Sau đó thì rằng là bọn mày, thằng này đang chạy này, ok, chẳng nói gì rồi. Thôi lãng là không nên nhá, bởi vì là Thôi Lãng nó đang bị ít máu rồi. Mà chúng ta còn cho nó đánh nhau nữa, chúng ta chết luôn để làm ấy. Bọn mày bắn, đừng để nó tấn công rồi. Ok, cho mày hỗ trợ ở đây cái điều. Và chúng ta đang phải đối đầu với bộ binh của nó đằng kia. Ra đây. À đây, kỵ binh ở đây rồi. Thì chúng ta sẽ cho cả ba kỵ binh của mình quay sang kia xử lý bọn nó. Và đồng thời cho mày đi. Không được, và chúng ta sẽ từ chối này. Bọn mày tấn công tàu này đi. Sẵn sàng chưa? Bọn mày đội hình gì không? Có vẻ như là không. Thì tuy nhiên rằng là chúng ta sẽ cho bộ binh ra đây hỗ trợ này. Kỵ binh của nó toàn bộ là Raider Cavalry. Của mình là nó có cả bọn Mounted Lancer, Militia. Thì nó cũng không thực sự tốt hơn lắm đâu. Chắc là bọn mình đối đầu nhau được. Chân phạm không. Bọn mày ra đây đào cái. Và lực phi. Chân phạm ok, đánh nhau cũng được. Thì ok, đánh nhau đi. Và thế là chúng ta đánh ngã con ngựa nó trước rồi. Ngon, mình bảo rồi, nó ngã ngựa trước thì mình sẽ chết. Hoặc là vậy, mình chẳng biết chắc làm đâu. Và cho ai đó lên truy đuổi bọn tao này. Chỗ này chúng ta hàng chắc rồi, thì nó cũng đơn giản thôi. Chân phạm nó không phải quá tốt đâu. Thì đằng này rằng là chúng ta đang bị hơi thua kỵ binh đấy. Chạy mau lên. Bởi vì rằng là chúng ta không thực sự là người tấn công cho lắm. Toàn lực vi dùng để các thanh đao gì. Còn tụi mình dùng cái gì đây? Đánh nhau chả cả nước gì cả ấy. Ok, mày bắn tao bọn này đi. Bọn nó không thể hở lưng đây, chúng ta hoàn toàn bắn được này. Hết tên rồi à? Thôi bắn luôn, tấn công luôn đi. Mày lùi đây này. Sau đó mày sẽ đi vòng ở đây.
vãi cả chạy rồi á. Nhanh đi, tới đi bên này sao rồi? Có vài những kỵ binh nó yếu hơn mình nghĩ đấy. Thế thôi, ok. Còn thằng này sao rồi? Thắng rồi, chúng ta gần chém vào được nơi rồi. Chưa chết. Ok, chúng ta nốt nào. Wow, bay ở đất cỏ lên. Và thế đã chết. Và chúng ta chiến thắng. Thắng chưa? Còn ai nữa không? Này thắng rồi đâu nữa, còn ai nữa? Chúng ta thắng luôn rồi. Thì trận này thực sự cũng khá đơn giản. Mình bảo rồi mà, cực kỳ đơn giản. Nó có tí tẹo này thôi chứ. Trust of God. Ok, vậy đó, chúng ta đã chiến thắng. Và vậy thôi. Vậy thì mình rất mong các bạn sẽ like và subscribe để ủng hộ mình. Đó, thôi, bye bye. Để victory.